Chào các bạn nhé. Thì do bữa hôm kia mình mới làm ăn rồi á, cho nên là bữa nay mình chỉ làm một gói để chia sẻ cho các bạn là cách làm thôi nha. Các bạn là làm bằng cháo nào cũng được nha. Như đây mình làm bằng cháo gấu đỏ thịt bằm nè. Trong gói cháo thì nó có gói dầu và gói nêm. Cái gói dầu này chúng ta bỏ hết vào, còn gói nêm này các bạn bỏ vào một nửa thôi nha, cho nó khỏi bị mặn. Gói nêm mình chỉ bỏ vào một nửa thôi. Tiếp theo là cứ một gói cháo thì chúng ta đập vào một quả trứng gà. Các bạn là trộn đều lên. Cái nó hơi dính dính vào nhau nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta chia thành từng miếng bánh nhỏ vừa ăn. Các bạn chiên lửa vừa thôi nha. Các bạn căn chừng nào nó vàng á thì chúng ta chở sang mặt bên kia. Rất thơm ngon hấp dẫn luôn các bạn ơi. Bây giờ chúng ta chế tương ra chấm ăn thôi.